gần gần tivi hại. Hại gì? Hại đấy. Hại đấy. Bác ơi, bác cứ ngồi xin ở đấy. Rồi hôm nào bác lại không ngọc mắt em. Thế là diễn viên đóng chán quá, bố không bảo tại bởi vì nó ngượng. Bác một lần văng ra nó hỏng nhờ. Nói vừa đi, hôm qua gọi telephone vào đấy. Đại kỳ hình nữa. Thế vâng. Ngày 20 tháng 2, Bộ Chính trị thực hiện chương trình 05 của Thành ủy. Hôm nay có phiên chặt đầu không thì? Hôm nay chả có bà nhỉ? Đúng nói có phiên chặt đầu đâu. Phiên chặt đầu, bóc tốt. Mãi chả có ông chặt đầu mà xem. Ông chặt đầu là ông nào? Là ông Bao Công. À Bao Công à. Chính nó chuyện đợi quá cơ. Qua là suốt từ sáng sớm cho đến cái lúc mà. Còn gì béo béo con chị Oanh thế này. Vừa gặp mẹ nói mẹ nó kể bà nó chết trong người ta kiểu quê người ta chả có trống có chiêng cái thứ đấy. Nào, không, buồn cười đấy. Vâng, chị cứ nói mà mới lại ăn bột. Mẹ họ thấy ăn nào. Tôi nhé. Vâng, các chủ con. Vâng, các chủ con. Hội đồng xét xử thành phố đã phổ biến cho 50 doanh nghiệp trung ương và tỉnh làm thủ tục xác nhận đợt xét năm 96 nhưng mà lấy chúng ta tuy là lần đầu tiên xét thưởng, các doanh nghiệp đã tích cực tham gia và giúp đỡ hội đồng thực hiện tốt công việc của mình. Kết quả số đơn vị được hội đồng thành phố đề nghị đã hoàn thành công việc được giao. Bà cho đi cái gì ấy? Công ty cao su cho được cái hạt giống. Công ty kim hoàn. Đã có trao thưởng cho 16 đơn vị tham gia và có thành tích tốt trong việc nâng cao chất lượng. Có nửa cái hạt thôi. Có nửa cái là chuyến bay Boeing 967-300 chuyên trở hàng hóa từ anh Thắng với chị Vân Anh đến nỗi mà có hôm bà tưởng bên đi cãi nhau hàng xóm thì đi ra để xem như nào không có biểu hiện đấy thấy bà tưởng airline. Chẳng đâu biết đâu, tưởng là cãi nhau với hàng xóm. Hóa ra hai đứa này nó đuổi nhau. Một lúc ấy thấy là cái này suốt lộ chuyến một tuần vào các hãng năng lực quá không đi nó ra nhà vô in 967-300 trong lĩnh vực này từ hiệu năm 2010 giai đoạn 1 với đầu tư 200 triệu đô la Mỹ đầy trong khoảng cười 1997-2000 cô đã lấy của Vân Anh bạc nhé anh rồi thuộc công ty sản xuất thiết bị con với hai đứa con nhé bộ hai mẹ con một cái hai bố con một cái hoặc anh cũng xíu một cái tải điện trên không gồm các loại có thể có ở ngoài nhà đi xem con thấy đẹp con cứ lấy xin chào trả vào bao nhiêu mà con lấy cái của Vân Anh giúp bổ cho cô xíu cho em ba bát rồi cho em con đây là loại dây chuyền thiết bị